Lê rồi con cô miền Tây và tao cố luôn tất cả vô vất vả để một ngày đưa nhạc này lên cao. Rồi mày xong rồi. Mày xin chân trọng giới thiệu thông báo và ngoại tả cho mày biết. Tinh thông hợp tác mang lại. Ta đã nói như mọi khi tao xuất hiện chứ không biết cầm cây mai để tao giết không cần đem dao. Vì tao là sơ đồ đen không bao giờ nói đồng hàng. Nguyên tôi đội từ thằng anh cho tới thằng em tao. Mà mày vậy phải cứng đổi như thằng băng bữa được bước không nặng chân và gặp chuyện với luôn kem đau. Khi mình real là người thật làm việc thật không trong giờ không giả tạo trái trái sao còn gầy mày mà đem tao. Để nợ tụi nó chứ thầm lửa như là có kỳ tôi đang dương tính ở vì gờ don't touch me. Tụi nó vẫn lesson dù trong tay không có gì tại vì sống fake thì chuyện đó đâu khó gì. Tao là sói hoàng còn mày là budo. Chính mày sida còn chính tao là sumo. Mày là mori còn tao là kudo. Em mày nằm quần đảo nhạc tao là judo. Tao sẽ cố gắng lấy được điều mình muốn dù đôi khi tao cứng đầu nhưng phải cố nắm cái cán trong nhiều tình huống. Trong cuộc tôi sống chạy bay thật xa tụi tao gọi đó là tinh hoa. Đi trong bóng đêm không một giây phút nào tao quên cái nỗi tao sinh ra. Không phụ lòng những người tin ta lặng bước trong bóng đêm như một ninja. Không có nhân nhượng không có xin tha quét tan kẻ yếu như là Shinra. Tao luôn nhớ mẹ tao dậy đi đúng giờ theo quy tắc là đến sớm 15 phút ở chỗ hẹn. Đối với sự thế cho tự tế đến lúc nhắm mắt xuôi tay thì lương tâm không có bị hổ thẹn. Sống cho tự tế không bị hổ thẹn nữa. Xe bọn anh đi động cơ 2 thì Air Force One T-Nike. Tụi tao ngông biết sao không vì lên phường hay bà giám thị không khai gì. Sau nhiều năm tháng cảm xúc là chai lì. Enemy blood on my white tee. Nghe tao bảo tao thằng nhóc mày đừng cố mà dừng bố. Because everybody wanna be like me. Tao đã nói như mọi khi tao xuất hiện chứ không biết cầm cây mai là tao giết không cần đem dao. Vì tao là sơ đồ đen không bao giờ nói đồng hàng. Nguyên tôi đội từ thằng anh cho tới thằng em tao. Mà mày vậy phải cứng cỏi như thằng băng bữa được bước không nặng chân và gặp chuyện với luôn kem đau. Khi mày real là người thật làm việc thật không trong giờ không giả tạo trái trái sao không gầy mày mà đem tao. Để hay đờ tụi nó chứ thầm lửa như là có kỳ tôi đang dương tính ở vì gờ đồng. Tụi nó vẫn lấy xin dù trong tay không có gì. Tại vì sống fake thì chuyện đó đâu có gì. Tao là sói hoàng còn mày là budo. Chính mày sida còn chính tao là sumo. Mày là mori còn tao là kudo. Em mày nằm quần đảo nhạc tao là judo. Tao như vậy sao mày đỡ được. Điều quan trọng lặp lại hai lần sao mày đỡ được. Chỉ có tiếng không có lùi chắc tao lái mà phóng qua ông can. Khi đèn đỏ mà tao lỡ vượt. Chơi lâu rap không hay thì tại sao. Mấy thằng nghĩ ngắn thì giờ trong đại lao. Trong tương lai mày che thấy tao xuất hiện. Mấy thằng khác trong rap em đánh lô tô vì tụi nó ngại tao. Tao đã quen với cụm từ nhạc mày quá dở. Ngọn lửa này nhiều lần nhấp buộc tắt tao vẫn bước. Mấy thằng mặt rượt theo tao thì phải ná thở. Cùng thằng stay là bất kê với trăm ngôn là không có quy tắc cho mà không thể phá vỡ. 7 giờ tối ở cổng cà phê nhạc tụi tao thử đụng là mê. Tao bước vào thù ra hit khi mày lít là từ thằng nhà quê. Anh muốn cùng gió với làng mày đưa vì sao đó lên bàn tay. Mẹ anh dạy cứ cầm côi bước được bước việc nào khó mà làm được thì càng hay. Con muốn thấy con trên sân khấu nơi còn đứng ánh sáng vài lần tối. Đốt chán nản hay ăn máu. Cảm ơn người đã dẫn lối. Tao qua trong cây đá sỏi. Không khói thuốc trong hai lá phổi. 22-29 ý chí tao như người lính và giờ đây không ai phá nổi. Westside, Kiên Giang. Con của miền Tây rắp thật hiên ngang. Ngắn gọn xúc tích không miên man. Không làm những việc bản thân không liên quan. Tao đã nói với mọi khi tao xuất hiện chứ không biết cầm cây mai để tao giết không cần đem dao. Vì tao là sơ đồ đen không bao giờ nói đồng hàng. Nguyên tôi đội từ thằng anh cho tới thằng em tao. Mà mày vậy phải cứng cỏi như thằng băng bữa được bước không nặng chân và gặp chuyện với luôn kem đau. Khi mày real là người thật làm việc thật không trong giờ không giả tạo trái trái sao còn gầy mà đem tao. Để hay đờ tụi nó chứ thầm lửa như là có kỳ tôi đang dương tính ở vì gờ đồng tớt mình. Tụi nó vẫn lấy xin dù trong tay không có gì. Tại vì sống fake thì chuyện đó đâu có gì. Tao là sói hoàng còn mày là budo. Chính mày sida còn chính tao là sumo. Mày là mori còn tao là kudo. Em đang quần đảo nhạc tao là judo. Hiệp thông cảm. Tụi em còn trẻ chưa trải sự đời. Có gì là đại hiệp bỏ qua cho tụi em.